Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đi chè Thái Nguyên. Lại tiếp tục lên sóng giới thiệu tới quý vị và các bạn một bộ âm thanh 245.1 nha. Đây, đây là những cái loa vệ tinh của nó đây. Đấy. Surround này. SUND Max. Hôm trước mình có một bộ 2.1, tức là nó có hai loa con thôi nha. Hôm nay là loại 4.1, 44 loa con. 2.1 thì mình bán về phường gì nhỉ? Đa Cao, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh nhỉ. Đấy, hôm nay lại tiếp tục màu đen huyền bí. 1 2 3 4 nha. Bốn con loa vệ tinh này. Bốn con loa vệ tinh này thì đương nhiên nó phải to mồm hơn hai con loa vệ tinh ở cái model trước ấy, thì về âm thanh, về độ to thì không bằng con này được nha. Con này to, con này to mồm, à, lại còn to cả xác nữa đấy. Con này nó được hai cái, được vừa được to mồm vừa to cả xác. Mình vẫn cứ phải tháo ra để cho xoay cái ngàn vàng của em nó, để cho quý vị cả và các bạn thưởng thức nha. Đây, đây là bên ngoài của nó. Đây, cái tem này mình vừa mới bóc ra đấy. Đấy, mình vặn gốc này thì mình bỏ luôn nhỉ. Đây, output này, 1 này, 2 này, 3, 4 này. Âm thanh surround đấy, âm thanh vòm đấy. Còn L và EZ đây nhá. Đấy, còn trên này là đường vào input, là đường vào, hai đường vào. Đấy. Còn đây là này, 2.1 và 4.1 này, khi mình nghe ấy, mình chuyển âm thanh thì hiệu ứng âm thanh đấy. Cái này bia thế nhưng mà thiết kế cũng rất nhiều tính năng, cứ lằng nhằng mì tôm nhá. Đấy, bên trong này đấy, cận cảnh để cho quý vị và các bạn soi cái ngàn vàng của em nó đây nhá. Đấy, đây bây giờ đi vào bên trong nhá. Đây đấy, bên trong sào huyệt của tướng Đờ Cát. Ôi à, không không, đây đây, đây đây, nó vừa tung cái kèo, tung keo cái cầu chì đấy, cầu chì nó còn đổ keo này. Loa bát của nó đây này đấy, loa trầm ấy nhá. Ui rồi, cũng là nguồn của những cái con loa vi tính thì thôi đừng hỏi nè. Chơi dăm 7 năm nữa cái con loa này nó hỏng, lấy giữ lại cái cục nguồn đấy, bán lại cho khác cũng được nha. Đấy này, ở cái loa trầm này có số này, đồng chí nào mà qua chơi may rủi thì nghiên cứu này này, 430 nhá. Đấy, 430 bạch thủ ba càng 430. Đấy, chả biết đâu được bước vào năm lại gì, lại một bước lên xe nhá. Lên xe nhờ vào cái số 430 ở cái loa của đồng chí Khang thì sao, đúng không? Đấy, khi đậy vào là nó như này đúng không? Bây giờ quay cái mặt đằng trước của nó, à đây, quay mặt đằng sau rồi, quay mặt này nhá. Đấy, một tay cầm là khóa đây, quay mặt này, một tay cầm nó rất chi là khóa. Ngửa nó lên đây, ngửa bụng nó lên, tóc váy lên đây, đây. Đấy, tóc váy lên để xem nhá. Đây là mặt cuối của nó đấy, đây này, đây. Cái chân này là cái chân này nó kê để nó khỏi tì xuống không hẳn đất đấy. Đấy, con này nó lại không đứng như thế này, mà con này nó thích nằm nhá. Con này đúng là nhà sản xuất sinh ra nó cái hãng này, người ta cái người thiết kế ra cái hãng này, người ta thích nằm chứ không thích ngồi. Đây để nó nằm theo hướng này, này súp woofer so UND Max, có model là A5000 nhá. Đấy, một lỗ thông hơi đây, có vẫn có ba cái núm chỉnh, ba núm chính này. Chỉnh này thì mình đã kiểm tra rồi nhá. Đấy, mình đã kiểm tra không việc gì cả, nếu như nó mà có hiện tượng loạt xoẹt thì mình xử lý ngay lập tức, nhưng mà nó không có hiện tượng loạt xoẹt. Còn cái loa này thì không phải bàn được, tại vì cái vỏ của nó bằng nhựa nhá. Cái vỏ của nó bằng nhựa, nó chẳng qua là lúc nào đến một cái thời điểm nào đó mà gọi là mình chán nó nhá, mình chán nó thì mình không dùng nó thôi, chứ còn vỏ bằng nhựa này thì biết bao giờ mới hỏng. Này, loa bé tí mà nó còn để 18W mới ghê chứ. Đấy nhá. Tổng thể đây, cái này ấy, cái này thì không quan trọng nha nhỉ. Cái này nó là cái bề ngoài, cái miếng cái này là cái gì, cái đề can đúng không? Mua thích mua đề can về dán đẹp ngay đây nha.
Đấy. Clip sau thì mình sẽ test âm thanh. Đấy. À, bây giờ giới thiệu tới đây quý vị và các bạn tổng thể bộ này nha. Đấy. Bộ này thì cung cấp tới quý vị và các bạn với lại cái mức giá cũng là lại tình thường bên thường 320.000 đồng nha. Thôi thì xin phép dừng clip ở đây. Cảm ơn các đồng chí đã xem video. Chào thân ái. Merci. Bộ này tiền gửi chắc là khoảng mất mấy chục, 40-50 nha. Thế là vô tư rồi.